Cuối năm rồi, các bạn định lựa chọn mua két sắt làm cho gia đình, hãy bỏ ngay những ý định mà mua két sắt như thế này đi nhá. Tại vì nó lớp tôn nó chỉ mỏng bằng tờ giấy, bên trong nhồi toàn cát thôi, chẳng có tác dụng an toàn hay là chống cháy gì cả đâu. Hãy sắm ngay cho gia đình nhà mình một chiếc két sắt chống trộm thông minh thế này nhá. Thứ nhất là được cấu tạo bằng lớp thép 1 cm nhá, nên nhớ rõ là lớp thép dày 1 cm. Thứ hai là sử dụng bảng mã vân tay kết hợp điện tử, giúp chúng ta là bảo mật hoàn toàn tuyệt đối. Thứ ba là kết nối điện thoại thông minh, giúp chúng ta là có thể quản lý két sắt từ xa, mở két sắt từ xa. Cùng với đó là hệ thống báo trộm qua điện thoại khi có kẻ gian cố tình dò mật khẩu này, hay là lệnh phá két sắt của chúng ta, hay là di chuyển rung lắc mạnh nhé. Không chỉ dừng lại về chức năng bảo mật hay như chống năng chống trộm 100%, két sắt còn mang lại cho chúng ta một thiết kế cực kỳ là hiện đại và màu sắc đa dạng, phù hợp với mọi không gian nội thất của chúng ta. Cùng với đó là nội thất được bọc da PU vô cùng là sang trọng và hợp lý, chiên ngăn rất là rõ ràng. Và các bạn có thể thấy đây là phần cánh cửa với tấm thép 1 cm, cùng với đó là hệ thống chốt an toàn phi 32 dày đặc bao quanh cánh cửa. Không cần phải bỏ ra số tiền hàng chục triệu đồng để sở hữu những chiếc két sắt thông minh như thế này, vì ngày hôm nay đâu thôi em Viên chạy sale cho anh chị với giá giảm 50%, anh chị có tin được không ạ? Và giá chỉ từ trên 3 triệu thôi là anh chị có sở hữu được ngay chiếc két sắt thông minh như thế này, đặc biệt là miễn phí giao hàng tại nhà trên toàn quốc, cùng với đó là bảo hành 36 tháng tại nhà đổi mới 100%, thanh toán khi nhận hàng và được kiểm tra hàng trước khi nhận.